Trong video Đại Đào Thải nhắc đến trong Kinh Thánh đã bắt đầu phần 2 được đăng trên kênh Tinh Hoa TV, tác giả Thiên Bảo có nhắc đến mối liên hệ giữa châu chấu và virus. Hôm nay, Thiên Bảo tiếp tục phân tích về các biến thể của virus và sự chuyển biến của đại dịch Vũ Hán. Giải mã Khải Huyền. Biến thể Omicron là điềm báo kết thúc đại dịch. Khải Huyền chương 9 tiết 4. Chúng được lệnh không được làm hại cỏ xanh, các loài thực vật hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Chương 9 tiết 5. Chúng không được phép giết họ, nhưng chỉ hành hạ trong 5 tháng, và họ sẽ bị đau đớn như bị bò cạp chích. Chương 9 tiết 6. Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết nhưng không tìm thấy. Họ mong cho được chết, nhưng tử thần đã trốn khỏi họ. Chương 9 tiết 4, tiết 5 và tiết 6 chính là nói về hoàn cảnh mà con người sẽ phải chịu đựng trong 5 tháng. Đó là sự đau đớn khôn cùng. Có một điều trùng hợp nữa, đó là thời gian châu chấu trưởng thành, sống và phá hoại kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Theo tác giả, quãng thời gian 5 tháng trong câu "nhưng chỉ hành hạ trong 5 tháng", nội dung này có tính ám chỉ về một quãng thời gian tương đối, mang tính biểu trưng, không phải thời gian chính xác trên lịch như nhiều người vẫn nghĩ. Nghĩa là châu chấu hành hạ con người trong 5 tháng nên được hiểu là virus sẽ hủy hoại con người trong suốt chu kỳ sống của nó. Một con châu chấu từ lúc trưởng thành bắt đầu phát tác cho đến lúc chết sẽ trải qua 5 lần lột xác, tức là 5 lần biến hình thành thân xác to lớn hơn. Điều trùng hợp hơn là virus corona cũng đã trải qua nhiều lần biến hình, nhưng thật sự gây ấn tượng mạnh là 5 chủng đột biến với 5 lần bùng phát dịch, mà mỗi lần lại là một nơi khác nhau trên thế giới. Và dường như mỗi khi một biến thể mới xuất hiện thì biến thể trước đó đã bị đẩy lùi vào dĩ vãng. Chúng lần lượt là Alpha, Beta, Gamma, Delta và Omicron. Tuy nhiên, Omicron có điều rất đặc biệt. Nó được xem như là món quà của Thượng Đế, có chức năng như một loại kháng thể tự nhiên. Ngày 7 tháng 12 năm 2021, tờ báo Telegraph đưa tin Tổng thống Nga ông Putin đã phát biểu như sau. Nhiều người cho rằng nó không quá độc hại, một số chuyên gia thậm chí còn gọi đây là một loại vaccine sống. Nhiều chuyên gia và các nhà khoa học đã chỉ ra rằng biến thể Omicron dường như đang hoạt động như một loại vaccine tự nhiên. Những người khỏi bệnh sau khi nhiễm Omicron đều có lượng kháng thể cao hơn để bảo vệ cơ thể, giúp nâng cao sức chiến đấu với virus và những bệnh khác giống như COVID-19. Điều này đồng nghĩa Omicron sẽ là chủng biến thể cuối cùng, cũng là dấu hiệu chấm dứt dịch bệnh COVID.